Mời quý vị cùng đến với bức tranh toàn cảnh về sự kiện chính trường thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Những thông tin chính yếu sẽ có ngay sau đây. Ai thân cận bên Tổng thống Putin trong cuộc chiến Ukraine? Bí ẩn hang giao sống 4 lớp bảo vệ Tổng thống Nga Putin Nga đã có 7 tháng chuẩn bị nhân lực, vũ khí đối phó cuộc phản công của Ukraine. Tướng Ukraine thừa nhận kỳ vọng vào kết quả phản công đang bị thổi phồng. Phía Kiev nêu khả năng để ông Lukashenko tham gia đàm phán hòa bình. Trung Quốc, Triều Tiên lên tiếng sau cuộc nổi dậy của Wagner. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, ông Renikov nói Ukraine chưa bao giờ có ý định biến phản công thành đợt tấn công chớp nhoáng. Theo ông, cuộc tấn công hiện tại của Ukraine nên được xem như là hoạt động chuẩn bị. Ông thừa nhận, Nga có các tuyến phòng thủ rất mạnh, đó là một số loại hoạt động chuẩn bị, chắc chắn là hoạt động định hình. Chúng tôi biết Nga sử dụng các tuyến phòng thủ vô cùng chắc chắn, đặc biệt là các bãi mìn kỳ vọng đối với kế hoạch phản công của Ukraine đã bị đánh giá quá cao. Ông Radikov cho hay, song theo quan chức Ukraine, những nỗ lực hiện nay là bước tiến tiếp theo để giành chiến thắng. Bộ trưởng Radikov tin tưởng năm nay tình hình xung đột sẽ có sự thay đổi. Cuộc phản công của Ukraine bắt đầu từ tháng 6 nhưng chưa tạo ra bất kỳ sự đột phá nào. Thậm chí lực lượng Kiev còn phải hứng chịu mất mát lớn về binh sĩ và khí tài. Tổng thống Belarus có thể tham gia đàm phán hòa bình Nga-Ukraine người đứng đầu hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraine alexei danilov cho rằng tổng thống belarus alexander lukashenko có thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai giữa moscow và kiev chia sẻ trên facebook ông danilov viết đã có một nhóm các nhà đàm phán tương lai thực sự của nga để tiến hành đàm phán với ukraine nhưng hiện tại nhóm này vẫn chìm trong bóng tối sự tham gia của ông lukashenko vào quá trình này là có thể Tuy nhiên, ông Danilov không giải thích tại sao lại đưa ra đánh giá trên trong bối cảnh quan hệ giữa Kiev và Minsk đang căng thẳng. Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Danilov nói rằng Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko có thể là nhân tố tham gia đàm phán hòa bình trong tương lai giữa Nga và Ukraine. Ông Danilov cho rằng giới tinh hoa Nga và Tổng thống Lukashenko có thể là những nhà đàm phán thực sự để nói chuyện với Ukraine trong tương lai. Ông Danilov không giải thích lý do vì sao ông đưa ra đánh giá trên. Phát biểu của vị quan chức được chú ý do mối liên hệ vốn không tốt đẹp giữa Kiev và Minsk. Đầu tuần này, Quốc hội Ukraine đã đề xuất coi Belarus là đối thủ và cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với nước này. Chính phủ Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Triều Tiên bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Nga xoay quanh cuộc nổi dậy của công ty quân sự tư nhân Wagner. Vào ngày 25 tháng 6, Trung Quốc đưa ra tuyên bố ủng hộ Nga trong việc bảo vệ sự ổn định quốc gia đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Bắc Kinh về cuộc nổi dậy do người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, Jagani Prigozhin tiến hành. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, là một nước láng giềng thân thiện và một đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thời đại mới. Trung Quốc ủng hộ Nga bảo vệ sự ổn định quốc gia và đạt được sự phát triển thịnh vượng. Bộ này nói thêm vấn đề trên là công việc nội bộ của Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cũng gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Dudenko tại Bắc Kinh vào hôm 25 tháng 6 hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trong khi đó, Moscow cho biết Bắc Kinh đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của giới lãnh đạo Nga nhằm ổn định tình hình trong nước. Cùng ngày, hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Trong In đã gặp đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Masagora vào hôm 25 tháng 6. Trong cuộc gặp, Thứ trưởng Im John In tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ hỗ trợ bất kỳ quyết định và lựa chọn nào của nhà lãnh đạo Nga xoay quanh cuộc nổi dậy của Wagner. Đây là thông điệp mới nhất về sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng đối với Moscow kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào hồi tháng 2 năm ngoái. Ai thân cận bên Tổng thống Putin trong cuộc chiến Ukraine? Người sáng lập tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã từng là một đồng minh của Tổng thống Nga Putin, nhưng chưa bao giờ là một phần của vòng kết nối thân cận đó. Những nhân vật thân cận cung cấp thông tin và xây dựng chiến thuật trong cuộc chiến ở Ukraine cùng với Tổng thống Putin là ai? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Trong nhiều tháng, ông Prigozhin thường xuyên chỉ trích, cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và người đứng đầu lực lượng vũ trang Valery Gerasimov. Nếu có ai đó có tai mắt của Tổng thống, thì đó chính là Bộ trưởng Quốc phòng của ông, một người bạn tâm giao lâu năm, người đã từng đi cùng ông Putin trong các chuyến đi săn và câu cá tới Siberia và từng được coi là người kế vị tiềm năng. Chuyên gia an ninh và nhà văn người Nga Andrei Sodatov đã nhận xét rằng Bộ trưởng Quốc phòng là tiếng nói có ảnh hưởng nhất mà Tổng thống nghe thấy. Đại tướng Shoigu không chỉ phụ trách quân đội, ông ấy còn chịu trách nhiệm một phần về hệ tư tưởng. Và ở Nga, hệ tư tưởng chủ yếu là về lịch sử, và ông ấy kiểm soát câu chuyện này, Andrei Sodatov nhận xét. Với tư cách là tham mưu trưởng, nhiệm vụ của tướng Gerasimov là nhanh chóng hoàn thành, giành được thắng lợi trong cuộc chiến ở Ukraine và theo tiêu chuẩn đó thì ông đang bị coi là thiếu sót. Nhưng Tổng thống Putin rõ ràng là có niềm tin vào ông. Ông đã đóng một vai trò quan trọng trong các chiến dịch quân sự của Nga kể từ khi ông làm chỉ huy quân đội trong chiến tranh Chechnya năm 1999 và ông cũng đi đầu trong việc lập kế hoạch quân sự cho Ukraine, giám sát các cuộc tập trận quân sự trước chiến sự ở Belarus. Chuyên gia về Nga Mark Galotti cũng nhận xét, tướng Gerasimov cũng đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự nhằm sát nhập Crimea. Ban đầu người ta nói về việc ông bị gạt sang một bên vì khởi đầu chậm chạp khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine và các báo cáo về tinh thần đi xuống của quân đội. Ông đã không xuất hiện trong một cuộc duyệt binh thường niên ở Moscow vào tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh các lực lượng ở Ukraine, thay thế tướng Sergei Surovikin, người hiện là cấp phó của ông. Putin không thể kiểm soát mọi con đường và mọi tiểu đoàn, và đó là vai trò của ông ấy, tức tướng Gerasimov. Ông Andrei Sodatov nói, Nikolai Pachusev Nikolai Pachusev là một trong ba người trung thành với ông Putin đã phục vụ cùng ông từ những năm 1970 ở Saint Petersburg khi thành phố thứ hai của Nga vẫn được gọi là Leningrad. Hai nhân vật sừng sỏ khác là giám đốc cơ quan an ninh Alexander Bonikov và giám đốc tình báo nước ngoài Sergei Naryshkin. Tất cả những người thân cận của Tổng thống đều được gọi là Siloviki hay những người thực thi, nhưng bộ ba này thân thiết hơn. Ít ai có nhiều ảnh hưởng đối với Tổng thống như Nikolai Pachusev. Ông không chỉ làm việc với ông Putin từ thời KGB, mà còn kế nhiệm ông Putin làm người đứng đầu tổ chức FSB từ năm 1999 đến năm 2008. Chính trong một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng An ninh Nga 3 ngày trước cuộc chiến ở Ukraine, ông Pachusev đã đưa ra quan điểm của mình rằng mục tiêu cụ thể của Mỹ là sự tàn giã của Nga. Kể từ đó ông cáo buộc Mỹ chuẩn bị chiến tranh sinh học, còn Washington và London dẫn đầu phương Tây với hy vọng đánh bại Nga. Khi đập Kakhovka bị nổ tung ở miền nam Ukraine, ông đã đổ lỗi cho Ukraine, được hỗ trợ bởi Mỹ, Anh và các đồng minh NATO của họ. Alexander Bonikov Những người theo dõi Điện Kremlin nói rằng Tổng thống tin tưởng vào thông tin mà ông nhận được từ các cơ quan an ninh hơn bất kỳ nguồn tin nào khác và Alexander Bonikov được coi là một phần của bí mật nội bộ của ông Putin. Alexander Bonikov là một nhân vật kỳ cựu khác của KGB Leningrad, ông đã nắm quyền lãnh đạo FSB kế nhiệm Nikolai Pachusev. FSB có ảnh hưởng đáng kể đối với các cơ quan thực thi pháp luật khác và thậm chí còn có lực lượng đặc biệt của riêng mình. Ông ấy quan trọng, nhưng ông ấy không ở đó để thách thức nhà lãnh đạo Nga hay đưa ra lời khuyên giống như những người khác. Andrei Sodatov nhận xét. Sergei Naryshkin Sergei Naryshkin đã ở bên cạnh Tổng thống trong phần lớn sự nghiệp của mình. Sergei Naryshkin từ lâu đã theo sát Tổng thống, ở Saint Petersburg vào những năm 1990, sau đó ở văn phòng của ông Putin vào năm 2004 và cuối cùng trở thành chủ tịch quốc hội. Nhưng ông cũng đứng đầu hiệp hội lịch sử Nga và đã chứng tỏ tầm quan trọng trong việc cung cấp cho tổng thống cơ sở ý thức hệ cho các hoạt động của ông. Trong 19 năm, ông là nhà ngoại giao cao cấp nhất của Nga, trình bày trường hợp của Nga với thế giới, ngay cả khi ông được coi là có vai trò lớn trong việc đưa ra quyết định Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, 73 tuổi, là một người mà Tổng thống Putin rất tin tưởng. Ông là đại diện của nước Nga, bảo vệ tiếng nói và hình ảnh của Nga trên các diễn đàn quốc tế. Là một người trung thành với Tổng thống Putin ngay từ đầu, nhưng nhiệm vụ của ông là tăng cường hỗ trợ cho Nga ở châu Phi, châu Mỹ Latin và các nơi khác. Bà Valentina Mavigenko là một gương mặt phụ nữ hiếm hoi trong đoàn tùy tùng của ông Putin. Bà giám sát cuộc bỏ phiếu của Thượng viện để thông qua việc triển khai lực lượng Nga ở nước ngoài, mở đường cho các hoạt động quân sự đặc biệt của Ukraine ở Nga. Valentina Mavichenko là người trung thành khác của Putin, đến từ Saint Petersburg, người cũng đã giúp lèo lái việc sát nhập Crimea vào năm 2014. Nhưng bà không được coi là người ra quyết định chính theo BBC, điều này nói lên rằng ít người có thể nói hoàn toàn chắc chắn ai là người chỉ đạo và đưa ra các quyết định lớn. Viktor Zolotov từng là vệ sĩ của tổng thống. Viktor Zolotov hiện đang điều hành lực lượng vệ binh quốc gia Nga, Rosvadia do tổng thống Putin thành lập từ năm 2016 với tư cách là một loại quân đội cá nhân theo kiểu cận vệ giống như pháp quan của đế chế La Mã. Lực lượng vệ binh quốc gia với số lượng là 400.000 quân đã được giao nhiều nhiệm vụ để kiểm soát các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine ở phía sau chiến tuyến và được cho là đã chịu tổn thất nặng nề. Vậy Tổng thống Putin còn tin tưởng những ai nữa? Thủ tướng Mikhail Mishustin có nhiệm vụ khó khăn là giải cứu nền kinh tế nhưng lại có rất ít tiếng nói về cuộc chiến. Theo nhà phân tích chính trị Jagani Michenko, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin và người đứng đầu tập đoàn dầu mỏ quốc gia Rosneft Igor Sechin cũng thân cận với Tổng thống. Anh em nhà tỷ phú Boris và Arkady Rotenburg, những người bạn thời thơ ấu của Tổng thống, từ lâu cũng là những người bạn tâm giao thân thiết. Năm 2020, tạp chí Forbes vinh danh họ là gia đình giàu nhất nước Nga. Bí ẩn hang giao sống bốn lớp bảo vệ Tổng thống Nga Putin Tổng thống Nga Putin được bảo vệ bởi bốn lớp an ninh đặc biệt với các đặc vụ được huấn luyện bài bản, có khả năng ứng phó với mọi tình huống nguy hiểm và đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo Nga ở bất cứ nơi nào mà ông đặt chân đến. Nhiệm vụ bảo vệ chính cho Tổng thống Vladimir Putin được giao cho Phó Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga FSO. Thực tế cho thấy không có bất kỳ dữ liệu công khai hay báo cáo chính thức nào về hoạt động của FSO. Vì vậy, không có lực lượng an ninh nào của Nga được giữ bí mật cao như là FSO nên các thông tin liên quan tới hoạt động của FSO đều chỉ dựa trên sự phỏng đoán. Gốc rễ của FSO bắt nguồn từ một nhánh của Ủy ban An ninh Quốc gia KGB, cơ quan an ninh với quyền lực rất mạnh mẽ thời Liên Xô. Khi đó, nhánh này chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các quan chức cấp cao của Nga, tương tự như FSO bây giờ. Suốt 16 năm, FSO do tướng Yevgeny Morov, người đồng minh lâu năm của Tổng thống Vladimir Putin dẫn đầu. Tới tháng 5 năm 2016, Tổng thống Putin đã chấp thuận đơn từ chức của ông Murov và bổ nhiệm cấp phó là ông Moskovit Dmitry Konev vào vị trí lãnh đạo FSO. Tướng Murov, một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Nga, đã đảm nhận vị trí lãnh đạo FSO chỉ 11 ngày sau khi ông Putin lên làm Tổng thống và giữ vị trí này kể từ thời điểm đó. Thông tin về người kế nhiệm tướng Murov tại FSO hiện không có nhiều. Ông Dmitry Konev được xem là người không tiểu sử vì gần như không tìm thấy bất kỳ dòng thông tin nào về ông trên các trang web của FSO cũng như của Điện Kremlin. Một trong số những thông tin hiếm hoi được tiết lộ là ông Konek là lãnh đạo cơ quan an ninh tổng thống, một đơn vị của FSO, từ cuối năm 2015. Có nhiều giai thoại xung quanh sứ mệnh bảo vệ yếu nhân của FSO, trong 15 năm, cơ quan này được đồn đoán đã sử dụng một nhân vật có ngoại hình giống ông Putin để đóng thế nhà lãnh đạo Nga trong các hoạt động nguy hiểm như lặn dưới đáy hồ hay lái máy bay chiến đấu. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Tổng thống Putin được bảo vệ bởi ít nhất 4 lớp an ninh. Lớp đầu tiên là các đặc vụ của Tổng thống, người có vẻ ngoài lạnh lùng, được đóng vai trò là lá thép di động cho Tổng thống. Lớp thứ hai là đặc vụ mặc thường phục tra trộn trong đám đông, Lớp thứ ba bao quanh đám đông có thể ngăn chặn bất cứ đối tượng khả nghi nào tiếp cận nguyên thủ. Lớp thứ tư là lớp xạ thủ bán tỉa ẩn mình trên các tòa nhà cao tầng để sẵn sàng ngăn chặn các mối đe dọa đến sự an nguy của Tổng thống. Nga đã sẵn sàng về lực lượng dự bị, pháo binh, hỗ trợ đường không, đạn dược và nhiên liệu tích trữ cũng như thu mua nhiều UAV nhằm đối phó với cuộc phản công của Ukraine. Nga đã có 7 tháng chuẩn bị nhân lực, vũ khí đối phó cuộc phản công của Ukraine. Khi Ukraine chuẩn bị chiến dịch phản công bằng việc thu gom vũ khí của phương Tây và gửi binh sĩ sang tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đào tạo, thì Nga đã có ít nhất 7 tháng chuẩn bị cho giai đoạn có khả năng mang tính quyết định của cuộc xung đột này. Đến thời điểm hiện nay, Nga đã sẵn sàng về lực lượng dự bị, pháo binh, hỗ trợ đường không, đạn dược và nhiên liệu tích trữ cũng như thu mua nhiều máy bay không người lái UAV. Bên cạnh đó, Nga cũng đã tiến sâu vào lãnh thổ mà họ chiếm được ở đông nam Ukraine đào chiến hào và dựng lên các công sự kiên cố dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.400 km từ tỉnh Japoritsha tới vùng Belgorod của Nga. Theo các chuyên gia quân sự, mạng lưới phòng thủ đô sộ của Nga cũng có những điểm yếu, nhưng cho đến nay, nó đã làm tốt nhiệm vụ làm chậm đá tiến công của quân đội Ukraine. Mạng lưới này cũng đang tạo ra các nút thắt cổ chai, dồn binh sĩ Ukraine vào các con đường hẹp, tạo thuận lợi cho binh sĩ Nga tập kết và ngắm bắn chính xác. Họ đã có nhiều tháng lập ra kế hoạch phòng thủ, họ đã đào hầm hào và tận dụng địa hình. Họ ở đó 6 tháng để gai mìn và các loại bẫy. Bà Dara Masikot, chuyên gia về quân đội Nga tại Tổ chức Phi lợi nhuận Drenkov cho hay, chiến dịch phản công của Ukraine với mục tiêu đẩy Nga về vị trí trước thời điểm xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022 đã diễn ra vài tuần. Tuy nhiên, cho đến nay, có nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine ít có khả năng đạt được những thành tiệu chớp nhoáng như từng làm được ở Đông Bắc Kharkiv và Nam Kherson vào mùa thu năm ngoái. Đến thời điểm hiện tại, Ukraine mới chỉ giành được vùng lãnh thổ rộng khoảng 100 km vuông. Trong khi đó, Nga chiếm giữ diện tích lớn gấp 800 lần như thế, khoảng 85.400 km vuông. Một nửa trong số này do Nga và lực lượng thân Nga kiểm soát từ trước khi xung đột nổ ra gần bán đảo Crimea và một số khu vực tỉnh Donetsk và Lugan. Một số nhà phân tích, thậm chí cả một số thành viên của quân đội Ukraine cho rằng Kiev chưa bùng hết sức phản công và giữ lại hầu hết các lữ đoàn tấn công của họ. Cho dù nhận định trên có đúng đi chăng nữa, thì các chuyên gia khác tin rằng năng lực của quân đội Nga vẫn chưa được nhìn nhận đúng đắn. Do ảnh hưởng từ những thông tin về thất bại quân sự của Nga vào hồi năm ngoái, chưa kể tình hình bây giờ đã khác, vài tác chiến đã thay đổi hiện nay ukraine là bên công còn nga là bên thủ và hoạt động tấn công thường khó khăn hơn nhiều bên tấn công thường hứng chịu thương vong lớn hơn bên phòng thủ người nga đang chiến đấu dựa trên các vị trí đã được chuẩn bị kỹ lưỡng đã tích trữ đủ đạn pháo và họ còn có thêm nhiều uav nhà phân tích quân sự nga ian mavet nói nga đã xây dựng nhiều hệ thống công sự dọc các tuyến phòng thủ đến mức thậm chí có những nơi họ không có đủ quân để triển khai sử dụng giới phân tích cho hay Mê cung các chiến hào và chướng ngại vật, gồm cả các khối bê tông chống tăng được gọi là răng rồng, nằm tập trung ở tỉnh Japoritia, trục phản công chính của Ukraine. Ngoài ra, một biển mìn đất đã được gài giải rác khu vực đông nam Ukraine. Có rất nhiều bãi mìn ở phía trước công sự, cách xa quân phòng ngự nhiều km. Mìn nằm trên đường, trên đồng và thực sự rất khó vượt qua. Cũng có nhiều xe phá mìn của Ukraine đã bị phá hủy ở đây. Cố gắng di chuyển xuyên qua các bãi mìn như vậy là một thách thức thực sự đây mới chỉ là tuyến phòng thủ đầu tiên. Ông Masikot cho hay, Nga sử dụng không quân tích cực hơn, tiếp đến là các UAV. Các blogger và phóng viên Nga ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt đã đăng nhiều video về UAV Lancet tấn công thẳng vào vũ khí phương Tây gần như mỗi ngày trong hai tuần qua. Lancet là UAV cảm tử do Nga sản xuất, hiệu quả trước hệ thống pháo binh, xe bọc thép hạng nhẹ và một số loại xe tăng có hai video ghi lại cảnh được cho là UAV Lancet phá hủy một hệ thống phòng không Aristi và một xe tăng Leopard 2 của Ukraine. Nhẹ, nhanh, yên tĩnh và chính xác, Lancet đã tấn công hàng chục mục tiêu trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt. Một báo cáo phát sóng trên đài Russia Channel One vào tuần trước cho hay, theo Los Amur, dự án chuyên sưu tầm video và ảnh có định vị mặt đất về các cuộc tấn công bằng UAV Lancet, Quân đội Nga đã tăng cường sử dụng các UAV tự nổ và tiến hành ít nhất 33 cuộc tấn công bằng UAV Lancet trong tháng này. Họ có thể điều khiển các UAV rồi thả chúng lao xuống một xe quân sự nào đó và vô hiệu hóa nó. Bà Masikot nói, chuyên gia này cho biết thêm phía Nga đã nâng cao tốc độ phản pháo theo cách này. Quân đội Nga cũng đang sử dụng không quân tích cực hơn. Hàng chục video do trực thăng Nga ghi lại đã được các blogger Nga chia sẻ kể từ khi chiến dịch phản công của Ukraine bắt đầu. So với nhiều tháng trước đây, các trực thăng tấn công của Nga thường chỉ bắn từ xa. Thì nay, máy bay Nga tiến hành không kích ở cự ly gần hơn, mang tính dứt điểm hơn, theo chuyên gia quân sự Nga Pavel Asenov. Ngược lại, Ukraine thiếu sự hỗ trợ trên không. Tổng thống Ukraine, ông Zelensky vì thế thường xuyên yêu cầu phương Tây cung cấp tiêm kích F-16. Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước đã bật đèn xanh cho phép các đồng minh gửi máy bay này, nhưng sẽ mất nhiều tháng để huấn luyện phi công Ukraine điều khiển vũ khí này. Chưa kể trong những tháng gần đây, Nga đã củng cố cơ cấu chỉ huy và kỷ luật quân sự. Một số đơn vị ở Japoritja thực sự rất tập trung. Tôi không nhận thấy sự hoảng loạn ở bất kỳ đâu dọc chiến tuyến của Nga. Bà Masikot cho biết. Đến đây thì thời lượng của bản tin thời sự quốc tế cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, đánh giá của quý vị ở phần bình luận. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.